niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè bên thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trở lại mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp thấm thoát đã 35 năm, hôm nay chúng ta mới có dịp gặp mặt đông đủ. Lần đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban cán sự, ban liên lạc xin được gửi đến toàn thể các
các anh chị đại diện cho dâu rể và các bạn lớp 12D khóa học 1985-1988 đã về đây tham dự buổi gặp mặt. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ra trường, lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn và gia đình của mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt và gắn bó. Thưa toàn thể các bạn, 35 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng có vẻ trôi đi quá nhanh. Như mỗi hôm nào, tất cả chúng ta còn là những cô, cậu học sinh vô tư, hồn nhiên, vừa học, vừa chơi, vừa thi nhau hát hò với bao nhiêu trò nghịch ngợm. Thời gian đã đưa tuổi đôi mươi của chúng ta trở về với quá khứ, mang đến cho chúng ta một tuổi trung niên cứng cáp và lớn lên rất nhiều, với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, người còn, người mất. Có nhiều bạn trước mắt vẫn còn gặp nhiều vất vả khó khăn và cần được chúng ta chia sẻ. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm đẹp của thời học sinh vô tư hồn nhiên. Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn 12D năm nào vẫn luôn mong chờ một ngày được gặp lại nhau để cùng ngồi lại bên nhau ôn lại những kỷ niệm và mơ ước một thời. Và trong buổi gặp mặt hôm nay, các bạn đều cảm thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi như lúc còn đang theo học dưới mái trường thân yêu. Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2022, lớp 12D của chúng ta tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn. Cũng để thỏa lòng những tâm tư, tình cảm đó, và đây cũng là nguyên do chính của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Chúng ta hy vọng sẽ còn gặp lại nhau trong dịp kỷ niệm 45 năm, 55 năm, 55 năm và nhiều hơn nữa. Ngày tốt nghiệp ra trường, và chúng ta cũng cầu trời khấn Phật cho chúng ta có sức khỏe để thực hiện được điều mong ước đó. Thay mặt ban cán sự lớp, ban liên lạc, một lần nữa xin cảm ơn các đại diện của dâu rể lớp 12D, các bạn xa gần đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Tôi thực sự xúc động và vô cùng tự hào vì đã là thành viên của 12D năm ấy. Chúc cho buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của chúng ta thật vui vẻ, ấm áp, hết mình và thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đằng sau thành công của những người đàn ông thì luôn có bóng dáng của những người phụ nữ. Và hôm nay, một nửa của mình trong lớp này đã có mặt về đây để dự cuộc vui với chúng ta. Sự có mặt của các anh chị là một niềm khích lệ và một niềm động viên rất lớn đối với lớp 12D của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu các em rể, các anh là rể của lớp lên có những lời phát biểu tình cảm và có những đó hoa thật tươi thắm để tặng cho lớp chúng ta. Xin mời ạ. Kính thưa tập thể lớp 12D, tôi xin giới thiệu qua một chút. Tôi tên là Nguyễn Quốc Hà, là chồng của Nguyễn Thị Giao Thủy, ấm hạ. Rất vinh dự hôm nay cho anh em chúng tôi được về dự cái buổi gặp mặt rất là đầm ấm, ý nghĩa. Rất cảm ơn sự đón tiếp rất chú đáo của tập thể lớp đối với anh em chúng tôi. Cũng anh em chúng tôi rất mong muốn rằng là tại cái hội nghị hôm nay, cái buổi gặp mặt hôm nay, chúc cho tập thể lớp 12D chúng ta luôn luôn là gắn bó, tình cảm, đoàn kết, tiếp tục xây dựng lớp 12D ngày càng thành công bền vững hơn nữa. Cuối cùng xin kính chúc tất cả mọi gia đình, anh em tại hội trường hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công tốt đẹp. Xin trọng cảm ơn. Các chị ở đây là dâu của lớp nên có những bó hoa thật là tươi thắm để tặng cho lớp 12D chúng ta. Vâng, thay mặt anh chị em lớp 12D, hôm nay nên nhận bó hoa tươi thắm của các thay mặt các đồng chí dâu của lớp, xin chân thành cảm ơn. Chúc chị em là ngày càng xinh đẹp và giúp cho các ông chồng hay là của lớp 12D thành đạt hơn. Xin cảm ơn.
Vâng, xin được cảm ơn tất cả các chị, các anh và sâu rể của lớp ạ. Thưa tất cả các bạn, chị học sinh thân mến, âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Chúng có thể giúp chúng ta đến mọi sự thành công, thăng hoa và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, những giai điệu tuyệt vời ấy lại xuất hiện trong chương trình hội lớp của lớp 12D chúng tôi. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ, tôi xin được giới thiệu anh Quang Nam, vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ, anh rất là đa tài. Anh sẽ gửi tới chúng ta một ca khúc và của tuổi học trò. Xin mời anh Quang Nam. Xin các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Quang Nam ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng gửi lời chào tới tất cả các anh chị của lớp 12D khóa học 1985-1988 trường Trung học phổ thông Hạ Hòa. Hôm nay chúng em rất vinh dự ở có mặt tại đây trong một không khí rất là đầm ấm, chứa chan tình cảm của tất cả các anh chị trong một buổi kỷ niệm có lẽ là cũng ai cũng mơ ước được những cái khoảng thời gian như thế này, 35 năm, một mốc rất đáng nhớ. Và kính thưa tất cả các anh chị, xin được gửi tới tất cả các anh chị lời chúc tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và gửi tới các anh chị một ca khúc của tuổi trò đã được mang tên Phượng Hồng, nhạc Vũ Hoàng thờ đội Trung quân. Chân trọng kính mời các anh chị cùng lắng nghe. Chiếc giò xe chờ đầy hoa hương, em chờ mùa của tôi đi đâu? Chuồn phượng phi em cầm là tôi tôi 18, thuở chờ ai thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, ta áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ bóng mai trong mờ, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Tấm phượng hồng ngàn năm, mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ lên đây. Và ngày sau biết có còn gặp lại hay khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng nghèo chỉ một người không hiểu có một gã thơ ngọng yêu đứng đắn. Có một thời như thế sẽ qua đi, dẫu có muốn chẳng bao giờ trở lại. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chỉ mình em và tôi và những người khác nữa có bao giờ? Có bao giờ nhớ về kỷ niệm xưa, nhớ về mối tình đầu trân trọng của học trò. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa hương, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trường phượng phi em cầm là tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, ta áo ai bay trắng thả giấc mơ. Là bài thơ còn ngoài trong mơ, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Phượng hồng ngàn năm, mùa
còn mùa sau muôn biến cố còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió tung bay mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buồn tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã thơ mọi người đứng làm hết chưa mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắm ngập thương một vạn thương nào nào với hội lớp của chúng ta hôm nay có một anh là rể của lớp xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Hồng Thường tên gửi tới lớp chúng ta một ca khúc xin mời anh Vũ Hồng Thường ạ. Một tràng pháo tay nữa thật lớn để cổ vũ cho anh Vũ Hồng Thường ạ. Rất vui hôm nay có mặt trong buổi hội ngộ của lớp mình. Tôi xin là một rể của lớp thì xin hát tặng lớp mình một bài Hà Nội ngày trở về. Bóng cửa ô những ngày xưa
môi lần chạm vai quầy áo. Huỳnh lôi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng quần đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua quên hết từng con phố. Những con đò buồn và rêu xanh đến những gốc cây mỗi lá trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dáng nắng mưa bên quan trọ em buồn nghe lá chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mỗi khi lòng xa xưa, tôi vội vã trở về để nghe tin rưng rưng từ một nơi rất là xa. Các bạn là Trương Thị Bích Hậu và đang công tác ở một nơi rất là xa, đó là Thái Bình. Và hôm nay bạn cũng trở về để hội tụ cùng với lớp. Bạn muốn lên để gửi tới tất cả các bạn ở lớp một ca khúc ạ, một bài hát, xin được dành một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Trương Thị Bích Hậu ạ. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới ban cán sự và các ban liên lạc lớp đã vô cùng nhiệt huyết và nhiệt tình để cho giáo dục cho lớp mình có buổi gặp mặt hôm nay. Và cuối cùng xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt tới tất cả các bạn và các vị đại biểu có mặt trong ngày hôm nay ạ. Tôi xin gửi tới cả lớp bài hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo anh Thích ơi, lên xong ra bài Đồng Đội, em rất thích bài đấy. Anh lý do khách quan bạn ấy không về được, và bạn ấy có những phần thơ muốn nhờ bạn Chu Ngọc Lan gửi tới cả lớp ạ. Xin mời bạn Chu Ngọc Lan. Đây. Đây có ngay truyền ngay. Kính đưa các anh rể của lớp 12D, các em dâu của lớp 12D, kính thưa toàn thể các bạn 12D thân thương. Tôi hôm nay được về sau 35 năm ngày ra trường, thật là những cảm xúc bồi hồi, rất là nhiều đêm không ngủ, rồi chuẩn bị quần áo và rất nhiều thứ. Nếu như để nói lên lòng mình thì rất nhiều điều để muốn nói, nhưng hôm nay thay mặt một người bạn ở xa, đó là bạn Oánh, bạn có một bó hoa tươi thắm đã gửi đến chúc mừng lớp mình ngày kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. Nhưng bạn ấy cũng có nhắn một vài tin nhắn rất là bùi ngùi, có chuyển đến tôi và nhờ tôi đọc lại.
để gửi những cái lời tâm sư thân thương với lại 12D thân yêu của bạn. Tôi xin thay mặt bạn Hoành sẽ đọc lại cái tin nhắn mà bạn Hoành nhờ tôi truyền đến cho lớp. Nhiều mật mã quá, tôi xin đọc ạ. Nhân kỷ niệm 35 ngày rời xa lớp 12D yêu quý và mái trường trung học Hạ Hòa thân yêu của tôi, mặc dù ở xa nhưng mình luôn hướng về các bạn cùng lớp và mái trường. Đơn sơ ngày ấy, mình rất cảm kích trước những hành động và việc làm cụ thể của các bạn đã dành cho lớp. Các bạn đã hội tụ được về đây để ôn lại những kỷ niệm năm xưa. Mình vẫn biết rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, với mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người ở một nơi, dù no, dù đói, nghèo, khó khăn, đi chăng nữa nhưng đều giống nhau. Nhưng có một điểm chúng ta vẫn còn một điểm đến, đó là 12D ngày ấy. Và bây giờ tôi rất xúc động khi nhìn thấy các bạn hội tụ về đây với những nụ cười rạng rỡ, những cái bàn tay chân tình và cởi mở, không biết nói gì hơn. Mình ở phương xa chỉ có một lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn lớp chúng ta. Chúc các bạn và gia đình sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Quánh của các bạn. Đây là lời nhắn của bạn Oánh, lớp ta ở Sài Gòn, do điều kiện công tác bạn thì không về được. Tôi xin gửi đến các bạn. Cũng nhờ truyền thông gửi tới bạn Oánh lời cảm ơn của ban cán sự lớp, của toàn thể tập thể lớp 12D. Chúc bạn cùng toàn thể gia đình có nhiều sức khỏe, chúc bạn luôn thành đạt trong cuộc sống. Và rất hy vọng lần họp lớp sau thì bạn có mặt cùng với 12D thân thương của mình. Xin thay mặt cho lớp 12D cảm ơn dâu rể của 12D, cảm ơn ban tổ chức và toàn thể các bạn 12D yêu mến. Xin hết ạ. Thật hạnh phúc biết bao trong ngày gặp mặt. Chúc toàn thể các bạn, cựu học sinh lớp 12D khóa 1985-1988 mãi mãi là những trường quảng hộ, mãi mãi là những mộ bàn trí tôn. 35 năm, 45 năm, 55 năm hay nhiều hơn thế nữa. Chúc các bạn luôn luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau. Chúc cho gia đình các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế và tôi một mình lẻ loi. Đón được từng lớp học muôn giật chia tay rồi. Chỉ thể yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Bạn thân.